Thưa quý vị và các bạn, gắn với triển khai các chương trình đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhiều hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắc Hà đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp. Đến nay, phong trào phụ nữ người dân tộc thiểu số khởi nghiệp tại huyện Đắc Hà đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp chị em khẳng định vị trí của mình trong gia đình, xã hội. Năm 2016, từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Y Nga, chi hội trưởng phụ nữ thôn Đắc Duông, xã Ngọc Vang, đầu tư trồng xen canh các loại cây ăn quả trong vườn cà phê. Từ năm 2020, diện tích cây ăn quả trồng xen bắt đầu cho thu hoạch ổn định, với năng suất trung bình gần 4 tấn một năm. Nguồn thu nhập lớn từ cây ăn quả là động lực quan trọng để chị tiếp tục đầu tư sản xuất theo hướng bền vững hơn. Mình thấy mình trồng cà thì nó trồng nó thưa thì thấy đất nó không trống, mình thấy nó mình nghĩ đến là mình làm cái gì đó để cho nó có cái năng suất thêm để sinh kế, thì nghĩ tới là cái việc để vay vốn bên ngân hàng chính sách để mà mua cái giống để trồng để cho nó đạt cái hiệu quả. Trong ví dụ mình một tấn cà thì người ta mình bán được 6.000 hoặc 7.000 thì nó thì bán được, nếu mà bán giá lẻ thì cũng được 20.000, thì xỉ thì cũng được 15.000, thì so nó cũng là hiệu quả cũng gấp đôi so với trồng cà. Từ thành công ban đầu của chị Y Nga, nhiều hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ngọc Vang bắt đầu tiếp cận đầu tư trồng xen canh cây ăn quả trong vườn cà phê. Nhận thấy hiệu quả mang lại, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Vang đã xây dựng ý tưởng khởi nghiệp và thành lập tổ hợp tác phụ nữ trồng cây ăn quả tại các làng người dân tộc thiểu số, với hơn 20 thành viên tham gia. Sau khi thành lập, tổ hợp tác được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 280 triệu đồng cho 14 thành viên có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển các loại cây ăn quả. Nhiều chị em mạnh dạn chuyển đổi diện tích vườn tạp, cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam, quýt, sầu riêng với tổng diện tích khoảng 35 hectare. Hầu hết các chị em trên địa bàn thì không đồng bộ, chưa đồng bộ đâu, nhưng mà cũng hầu như là các chị cũng có đầu tư cây ăn quả để phục vụ gia đình. Chứ còn mở rộng diện rộng thì bắt đầu thì các chị đã tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, để từ đó thì các chị cũng tự mình học hỏi kinh nghiệm từ những thành viên mà đã có kinh nghiệm để phát triển kinh tế, và cũng như là tạo điều kiện để cho các chị tham gia các lớp tập huấn, và các chị cũng đã mạnh dạn hơn trong áp dụng khoa học kỹ thuật, và cũng mạnh dạn đầu tư, và cũng như mạnh dạn là đứng ra tín chấp để mà vay những nguồn vốn của ngân hàng chính sách để mình phát triển cây ăn quả. Triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và khảo sát đánh giá đúng thực trạng của hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang có ý tưởng khởi nghiệp. Từ đó, tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng chị em lựa chọn nội dung hoạt động và xây dựng mô hình thí điểm phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng địa phương. Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu phụ nữ có dự án khởi nghiệp để kêu gọi sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn. Qua đó, giúp chị em phụ nữ phát huy được tiềm năng lợi thế tại chỗ để xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, nhất là tạo mối liên kết trong xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã quan tâm hỗ trợ một nguồn kinh phí nhất định cho phụ nữ để triển khai thực hiện các nội dung này. Cái thứ hai nữa là phối hợp với phòng nông nghiệp để triển khai thực hiện có hiệu quả các cái tổ liên kết, tổ hợp tác về phát triển kinh tế của chị em, hướng dẫn cho chị em chúng ta trong cái về nhãn mác bao bì và xây dựng cái thương hiệu OCOP trong cái thời gian qua. Cái thứ ba nữa là về cái tuyên truyền vận động, là phải tập huấn cái kỹ năng trong cái vấn đề chăm sóc phát triển kinh tế, về trồng cây ăn quả thì phải như thế nào, về chăm sóc trong cái vấn đề chăn nuôi như thế nào để cho nó có hiệu quả hơn, để tăng cái thu nhập cho gia đình của chị em phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hiện nay cái nguồn vốn nông thôn mới thì nó có cái chương trình là hỗ trợ trong cái chuỗi liên kết sản xuất. Thì cái nguồn vốn này hiện nay thì huyện đã giao về cho các xã đã triển khai thực hiện trên cơ sở là các cơ quan chuyên môn cùng phối hợp với các xã để thông báo nhu cầu cho các hợp tác xã và người dân để thông báo cái nhu cầu liên kết hộ sản xuất, vận động các hộ, các đối tượng của các hội của dân liên kết với các hợp tác xã đã tạo ra cái chuỗi sản xuất. Và trên đây cái nguồn vốn là hỗ trợ một phần về cái phân bón cây trồng cho người dân trên cơ sở cái nhu cầu của người dân. Và đây là một trong hỗ trợ. Nhưng cái quan trọng nhất là để kết hợp các người dân để tập trung sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, để giúp giải quyết cái đầu ra cho người dân. Với sự quan tâm sâu sát kịp thời của Tổ chức Hội Phụ Nữ các cấp và sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương, các cấp Hội Phụ Nữ huyện Đắc Hà đã vận động hỗ trợ 65 hộ phụ nữ khởi nghiệp với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, thành lập mới và duy trì hoạt động của 11 mô hình phát triển kinh tế tập thể trong vùng dân tộc thiểu số do phụ nữ quản lý, điều hành. Qua đó, không chỉ tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, mà còn khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo để các chị em vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.